Hôm qua, đoàn công tác thẩm định nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với xã Vĩnh Chánh nhằm thẩm định, đánh giá, xét công nhận xã Vĩnh Chánh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Chánh đã xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời tập trung nâng chất các tiêu chí chỉ tiêu theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020. Trong đó, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển dịch đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái. Đầu tư xây dựng các hạng mục đường giao thông, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh. Các tuyến đường liên ấp liên xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đạt tỷ lệ 100%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 62,5 triệu đồng một người một năm. Qua kiểm tra đánh giá, đoàn công tác đánh giá xã Vĩnh Chánh đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, 35 trên 35 chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020.